Sau 2 ngày được dập tắt nhưng vẫn còn âm ỉ, đến đêm 26 tháng 3, lửa đã bùng cháy trở lại công ty may Luông Cung Meco, thành phố Cần Thơ. Vào lúc 19 giờ 15 phút tối 26 tháng 3, ngọn lửa đã bùng phát trở lại tại công ty trách nhiệm hữu hạn Công Lung Meco, khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ, nơi xảy ra cháy là khu nhà kho tại tầng 5 của công ty. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy vừa bùng phát đã được dập tắt, tuy nhiên khói vẫn còn bốc lên. Trước đó vào lúc 9 giờ 13 phút ngày 23 tháng 3, tại tầng 5 của tòa nhà công ty bùng phát đám cháy. Nơi đây là kho chứa lồng vũ, đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chỉ vài tiếng sau, bão hỏa đã trở lại. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ và nhờ chi viện từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 3, đám cháy được khống chế. Từ thời gian đó đến ngày 26 tháng 3, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn túc trực để phun nước vì khói vẫn còn bốc lên, nhưng đến tối nay đã cháy trở lại.